Chào anh em, chào bạn, quay trở lại với kênh của Phạm Huấn nhá. Đây là cái sản phẩm Automat chống giật bên mình. Hàng rất là nhiều luôn và bên mình cũng đang test trước khi bàn giao cho khách này. Anh em các bạn có nhu cầu về dòng Automat chống giật có thể liên hệ này. Đây, giới thiệu anh em một số cái sản phẩm bên mình này. Đây, con này hàng của Mitsubishi này. 50A dòng dò 30mAh anh em nhá. Ốc ác tiếp điểm còn sáng choang luôn anh em thấy không? Đó, con này hàng của Panasonic này. 40A này. Cũng dòng dò 30mAh anh em nhé. Con này anh em sử dụng cho điện tổng gia đình thì cực kỳ là chất lượng và ok luôn. Đấy, rất là nhiều hàng để phục vụ anh em các bạn này. Đây, hàng Mitsubishi này, 60A này. Đó, đây, con này là hàng nội địa của Nhật này. Đấy, tất cả đây đều là hàng nội địa Nhật. Nhưng mà con này thì nó tên của toàn tiếng Nhật thôi. Đấy, anh em thấy không? Đây, anh em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ nhé. Bên em tư vấn cho anh chị với cái dòng Automat chống chập chống giật hàng nội địa Nhật nhá. Đấy, rất là nhiều hàng này. Hàng này toàn hàng tháo tủ hết, rất là đẹp luôn. Đây, con này hàng nội địa Nhật đây, 60A. Đó, anh em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ.